Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tú Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tú Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và số điện thoại của shop là 0973 952 507. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc ba lô khá là đẹp, kích thước da rất là chất. Kích thước bề ngang 26, chiều cao 31 và cái bề dày là 12, để mình xách tay và mình đeo ba lô đều được ha. Và cái dây đeo ba lô và chất liệu là da phen khá vàng ươm sáng bóng. Ở đây nó sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong lót sạch đẹp, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và ở đây nó sẽ có một cái miếng test da thật 100%, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Và ngoài ra ở đây nó sẽ còn có một cái ngăn phụ nhỏ nữa đây, và phía sau nó một ngăn ở đây sạch đẹp ha, để mình đựng ba lô mình đeo đi làm, hoặc là mình đựng một hai bộ đồ đi du lịch ha, du lịch gọn nhẹ. Lên nhiều cái mã là 6780 490k, 6780 490k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu, kích thước bề ngang 31, chiều cao là 21 và cái bề dày là 12, để mình xách tay. Và cái dây đeo là dây xích ha, kết hợp với da. Và mình có thể mình xách tay hoặc là mình đeo chéo. Đeo chéo thì mình sẽ rút cái dây này lên để mình đeo chéo, xách tay thì hợp hơn. Và đây nó sẽ có một cái ngăn hít 500, bên trong lót sạch đẹp, và hai ngăn ở đây và một ngăn bự nhất ở đây, lót vải sạch đẹp hết. Hai ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, bên trong dập hiệu thương hiệu Đất Lưng Đôn. Lên dùm em một cái mã 7075 420k, 7075 420k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo để đựng điện thoại nhỏ gọn, da kết hợp với da canvas, kích thước bề ngang là 14, chiều cao là 19 và cái bề dày là 7. Ở đây chất liệu là da canvas. Và đây nó sẽ có một cái ngăn, bên trong là lót vải ha, và hít 500 ở đây mình đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Và một ngăn ở đây nữa, lót bên trong là lót vải ha, thật đẹp. Có một cái khóa kéo miệng ở đây, và phía sau nó sẽ còn có một ngăn nữa, lót vải sạch đẹp để mình đeo chéo, rất là ok. Lên dùm em một cái mã là 7019 150k. Và kế đến đó là một cặp da thật rất là đẹp phát, thương hiệu Đất Linh Đôn. Và cái dây đeo là da màu vàng bò, kích thước bề ngang, bề ngang là 39, bề ngang là 39, chiều cao là 28 và cái bề dày là 7, để mình xách tay và mình đeo chéo khá là đẹp ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn bự nhất ở đây, một ngăn bự nhất, và bên trong
nó sẽ có một cái ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây, và thương hiệu Đất Linh Đôn, bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn, và hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Và cái dây dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn. Lên dùm em một cái mã là 6969 690k 6969 690k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay chất liệu là vải dù sạch đẹp ha. Mình có thể mình đựng đồ đi làm, xách tay hiệu. Kích thước bề ngang là 33, chiều cao là 15 và cái bề dày là 11. Mình xách tay, mình đeo vai, dạng kẹp nách đều được ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải ha, và một ngăn ở đây, bên trong lót vải. Và ở đây nó sẽ có một cái tác hiệu Nhật ha, thương hiệu Waco, và một cái ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong lót vải hai ngăn ở đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, mình khóa lại rất là ok. Bên trong dập hiệu thương hiệu trên cái miếng da. Lên giùm em một cái mã 7048 490k, 7048 490k. Và cái đến đó là một chiếc cặp laptop da thật 100%, có thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Kích thước bề ngang 38, chiều cao 25 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Và cái dây đeo chất liệu là vải dù, dây kèm theo. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Và đây là cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp hết. Xách tay và đeo chéo đều được, da thật 100%. Lên dị cái mã là 6914 490k. Và một chiếc túi xách tay đeo chéo màu xám. Kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao là 20 và cái bề dày là 8. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra. À không, cái này nó sẽ có hai cái ngăn riêng biệt và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp, độ mới khoảng 80%, da thật 100%. Và một cái ngăn đây là bự nhất, bên trong lót vải ha, hai ngăn ở đây. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da phía bên trong, và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót sạch đẹp ha. Lên giùm em một cái mã là 7030 290k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay nhỏ gọn và vintage. Kích thước bề ngang 23, chiều cao 13 và cái bề dày là 3. Để mình xách tay nhỏ gọn và vintage màu xanh. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân. Và thương hiệu ở đây thì khoen khóa nó còn vàng ươm sáng bóng.
và nó bị oxy quá một chút xíu ở chỗ này nha mọi người ha. Lên dùm em một cái mã là 7034 250k, túi xách tay này thương hiệu của Ý. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo màu đỏ đô, da thật 100%, da phủ bóng, kích thước bề ngang là 20, chiều cao là 15 và cái bề dày là 4 để mình đeo chéo, khá là đẹp ở đây. Và ở đây nó sẽ có cái dây đeo để mình đeo chéo và đeo vai ha, đeo vai. Đeo chéo thì nó cũng ok. Và ở đây nó sẽ có hai cái chỗ để mình xỏ dây nịch ha. Và thương hiệu là E-Battery. Và một ngăn ở đây và một ngăn đây, đựng vừa tất cả các vòng dòng điện thoại, và một ngăn đây đựng cả visit, chế tài tùy thân. Cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Đó gì nghe ngọt, cái mã là 7020 290k, 7020. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, có thương hiệu dập nổi trên cái miếng kim loại, kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao là 14 và cái bề dày là 11 để mình đeo chéo, rất là ok, da thật 100% ở đây. Và một cái ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải và một ít 500, và một ngăn ở đây nữa lót vải sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp, vào hai ngăn nhỏ ở đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã là 7032 290k. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, da khá là dày dặn và chắc chắn, để mình xách tay và mình đeo chéo. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 26 và cái bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo chéo ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải đẹp và có thương hiệu ở đây, 2 số 0, khóa số ha. Ven khóa thì nó bị oxy quá một chút xíu. Và cái dây đeo chất liệu là da thật, mình mở ra thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu, thương hiệu. Và ở đây đựng bút, đựng viết, một những ngăn nhỏ ở đây đựng những vật dụng nhỏ nhỏ, thương hiệu Xware của Italy, và một ngăn ở đây, và một ngăn đây bên trong thương hiệu Xware. Lên giùm em một cái mã là 5828 690k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 590k. Và kế đến đó là một chiếc vali, chất liệu là vải dù, kích thước bề ngang, bề ngang là 45, chiều cao là 34 và cái bề dày là 10, xách tay và đeo chéo. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn bự nhất ở đây, và có một cái ngăn nhỏ ở đây, và một ngăn ở đây. Một ngăn ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây. Và ở đây để đựng cả túi zip, chiếc tay tùy thân, đựng tầm 4-5 bộ đồ để mình xách tay đi làm, rất là ok ha. Lên giùm em một cái mã 6035
700k. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đem qua thương hiệu Waco. Và kích thước của chiếc túi này bề ngang là 36, chiều cao là 28 và cái bề dày là 11. Xách tay và đeo vai đều được. Đựng giấy A4 ha. Vừa giấy A4 để mình đi dạy hoặc là mình đựng giấy tờ hồ sơ đều được. Và màu nâu sô cô la mọc ngang ở đây. Bên trong lót vỏ, lót da sạch đẹp và mọc ngang ở đây có một cái khóa kéo miệng. Và thương hiệu Waco dập nổi trên cái miếng da đây. Và một cái nút hít 500, một ngăn nhỏ đây, một ngăn ở đây. Thì bên trong lót phun sơn cái chỗ này. Và ở đây thì lót da hết nha mọi người ha. Một ngăn ở đây, lót da. Lên dùm em một cái mã là 5621 490k. Và kế đến đó là một chiếc cặp laptop có thương hiệu ha, Colette Anderson của Scotland. Kích thước bề ngang, bề ngang là 41, chiều cao là 28 và cái bề dày là chính. Mình có thể mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Và đựng một hai bộ đồ, đựng laptop rất là ok. Xách tay như thế này. Và dây này đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây. Ở đây gài lại chắc chắn. Và hai ngăn nhỏ ở đây. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Thương hiệu là dập nổi trên cái miếng da. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu hết. Lên diện cái mã là 6482 690k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao 36 và cái bề dày là 12. Xách tay và đeo chéo thì được. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng và thương hiệu LV. Phía trước là chất liệu là da canh phát của hãng. Và một cái ngăn ở đây là hai ngăn nhỏ đây, bên trong lót vải ha. Và bên trong nó sẽ có một cái thương hiệu Lotus Paris Made in France. Lên dưới một cái mã là 6419 ha, 1.100.000. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100% có thương hiệu Nôm. Kích thước bề ngang 39, chiều cao là 27 và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo đều được. Da thật 100% thương hiệu Nôm ở đây. Và phía sau ở đây nó sẽ có một ngăn này, có một cái khóa kéo miệng ở đây và hai cái móc để mình mở ra. Thương hiệu Nôm dập nổi trên cái miếng da. Mình mở ra như thế này thì đây một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây nữa ha. Lót sạch đẹp ha. Ở đây đựng các visit với tài tùy thân và ở đây đựng bút đựng viết. Một ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp hết. Một chiếc cặp
để đi học hành, rất là ok. Là như cái mã là 5882, 890k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 690k. 5882. Và kế đến đó là một chiếc cặp. Để mình xếp tay ha, da mộc thương hiệu Samsai. Kích thước bị ngang 36, chiều cao 26 và cái bề dày là 11. Để mình xếp tay như thế này. Và da rất là ok ha, màu nâu sô cô la, một ngăn ở đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Samsai và một ngăn phía trước ở đây. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu Samsai, nó sẽ có một cái nút khích 500 và thương hiệu Samsai dập nổi trên kim da đây. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Và ở đây nó sẽ có một đường may, một ngăn ở đây thương hiệu Samsai dập nổi trên cái miếng da, một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp và một ngăn giữa có khóa kéo miệng và một ngăn ở đây là lót sạch đẹp. Ở đây mình có thể đựng laptop và giấy tờ đựng ở ngăn này. Khóa kéo miệng á, sắp tay như thế này. Lên về một cái mã là 6488 590k. Và kế đến đó là một chiếc cặp. Da dập vân màu vàng bò khá là đẹp. Da dập vân tắc kè. Kích thước bề ngang là 41, chiều cao là 29 và cái bề dày là 10. Mình xếp tay và mình đeo chéo ha. Và dây là full da luôn. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình gài lại, một ngăn nhỏ ở đây. Nó cổ điển và vintage. Một ngăn ở đây. Nó sẽ có hai cái nút để mình mở ra, hai nút nhỏ để mình mở ra. Thì bên trong nó sẽ có hai ngăn ở đây. Và ở đây đừng cạc visit chính tài tùy thân. Một ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót vải sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã ha. Đây cái chất liệu da, da thật 100%, thương hiệu Zenith Leather là chứng nhận da thật, khá là dày dặn ha. Và chiếc cặp này giống như là hàng handmade để mình làm bằng tay. Nó không có thương hiệu ha. Và nó chỉ có một cái Zenith Leather. Miếng test da đây rất là dày. Lên về một cái mã là 5679 800k. 1.100.000 giảm còn 800. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay phơm trống vintage khá là đẹp. Da thật 100%. Kích thước bề ngang 30, chiều cao 15 và cái bề dày là 14. Để mình xách tay, mình có thể mình đeo vai được ha. Đi làm hoặc là đi công việc rất là ok. Bên trong là lót da sạch đẹp và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng đây. Sạch đẹp ha. Và thương hiệu Charles Jordan của Pháp. Charles Jordan là một cái thương hiệu xịn sò của Pháp nha mọi người ha. Và lên giùm em một cái mã là 6535 390k. 6535 390k. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo khá là đẹp, kích thước bề ngang 23, chiều cao là 20 và cái bề dày là 7. Để mình đeo chéo. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn ở đây nữa và một ngăn ở đây, hết 500, lót sạch đẹp và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong lót sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây.
và một thương hiệu Banabana dập nở trên cái miếng da, và một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót sạch đẹp hết nha mọi người ha. Và dập hiệu thương hiệu Banabana, lên dùm em một cái mã là 7040 290k. Dây đeo chất liệu da. Và kế đến đó là một chiếc cặp da thật 100%, có thương hiệu, kích thước bề ngang. Bề ngang là 35, chiều cao 24, và cái bề dày là 9 để mình xách tay và mình đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và một cái ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng và một ngăn đây, hai khóa kéo miệng ha. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong lót vải, một ngăn ở đây. Và ở đây đựng cả visit với tờ tùy thân. Bên trong dập hiệu một cái thương hiệu, qua đây đựng rất là nhiều các visit với tờ tùy thân, có rất là nhiều ngăn nhỏ và một ngăn bự nhất ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Đây thì em một cái mã là 5761 490, cái chất liệu dây đeo là vải dù, dây kèm theo. Và kế đến đó là một chiếc cặp thương hiệu Sunshine, dây đeo chất liệu là da và thương hiệu Sunshine, kích thước bề ngang 38, chiều cao 27 và cái bề dày là 11, xách tay và đeo chéo đều được. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu và một ngăn ở đây là bự nhất. Lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp, một ngăn ở đây hết 500, lót vải sạch đẹp hết ha. Và thương hiệu Sunshine, một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Lên giùm em một cái mã là 5906 590k, 5906 590k. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo cặp laptop ha, da thật 100%, kích thước bề ngang 39, 38, chiều cao là 26 và cái bề dày là 9, để mình xách tay và mình đeo chéo. Ở đây có một cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, da thật 100%, và cái dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây và bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo. Lên giùm em một cái mã là 6453 590k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da rắn ghép lại với nhau, kích thước bề ngang 20, chiều cao 25 và cái bề dày là 12, có chứng nhận GRA, chứng nhận da thật ha. Và phía sau là da bò, xách tay và mình đem phai đều được ha. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây hết 500, hết lại rất là chắc ha. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng đây và một ngăn ở đây. Lên giùm em một cái mã 6740 590k. Và cái đến đó là một chiếc
Dạ. Giá thật 100%. Có thương hiệu Piston Kai. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 38, chiều cao là 25 và cái bề dày là 7 ha, để xách tay và đeo chéo đều được. Ở đây nó sẽ có một cái nút hít 500, hít lại rất là chắc. Và một ngăn ở đây có một cái khóa chống miệng bên trong, lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây để đựng laptop, bên trong lót sạch đẹp nhập hiệu thương hiệu Riston K. Và ở đây đựng bút, đựng viết. Và hai ngăn nhỏ ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa chống miệng, lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Và ở đây một ngăn phía ngoài da rất là đẹp ha, thương hiệu Riston K. Và cái dây đeo chất liệu là vải dù. Lên như em một cái ngã là 5879 ha. 790k. Và cuối cùng đó là một chiếc cặp thương hiệu Samsonite. Dây dẫn quả chắc chắn ha. Giá thật 100% hết. Và rất là chất ha. Hôm nay em sẽ giảm giá sâu chiếc cặp này. Bề ngang là 40, chiều cao là 27 và cái bề dày là 8, xách tay và đeo chéo đều được. Đây, cái dây đeo chéo dập hiệu thương hiệu Samsonite. Và khoan khóa đến nóc rồi dập hiệu thương hiệu hết. Và ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Samsonite. Cái cặp rất là chất. Và mình sẽ mở chiếc cặp này ra. Thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây. Và lót thật đẹp dập hiệu thương hiệu Samsonite hết ở đây. Và một ngăn ở đây. Một ngăn ở đây. Ở đây thì đựng bút, đựng viết, đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ. Và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp hết ha. Cặp rất là đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5831 ha, 1.500.000. Hôm nay shop sẽ giảm còn 990k. Giá cuối live ngày hôm nay. Tạm biệt cô chú anh chị. Và số điện thoại của shop là 0973 952 507.